Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt cái phần mềm MCGS để lập trình cho các màn hình TPC. Đây là các màn hình do Trung Quốc sản xuất và cái phần mềm để viết các chương trình ứng dụng nạp cho màn hình cũng sử dụng ngôn ngữ là tiếng Trung. Đây là các màn hình. Đây là các loại màn hình. Thì ở cái tab thứ ba, đây là nơi cho phép mình download các phần mềm về để viết cái chương trình ứng dụng, sau đó nạp xuống các màn hình TPC. Do phần mềm là tiếng Trung nên muốn cài đặt được cái phần mềm và mở cái phần mềm lên đột thì mình cần phải thực hiện một số cái thủ thuật, sau đó mới cài đặt được cái phần mềm này nó thành công. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì mình nên sử dụng cái hệ điều hành là Microsoft Windows 2000 HP4. Tuy nhiên thì mình thấy cái hệ điều hành này nó quá là lâu đời rồi, thì mình đã thử cài đặt cái phần mềm MCGS này trên hai cái hệ điều hành. Cái hệ điều hành thứ nhất là cái hệ điều hành Windows 7 Professional bản 64 bit. Thì trước khi cài đặt cái phần mềm này, mình cũng thực hiện theo các thủ thuật được hướng dẫn, là cũng vào region và liquid. Thì cái chỗ location này mình phải chuyển sang China, chuyển sang China nha. Rồi administrative này, mình cái chỗ mà change system local này đó, thì mình chọn là Chinese Simplify PLC. Thì khi mình chọn cái chỗ này á, hệ điều hành nó sẽ yêu cầu mình khởi động lại cái máy tính để nó áp dụng chuyển đổi. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ không khởi động lại cái hệ điều hành của mình nha, do mình đang quay phim đó. Thì sau khi cài đặt cái phần mềm MCGS thì mình mở cái phần mềm lên không có được. Đây, đó, cứ mình mở lên thì nó tắt xuống, mở lên thì nó tắt xuống. Thì cách của mình giải quyết như sau. Mình download cái bản cài cái hệ điều hành Windows XP Professional. Nhưng mà cái phiên bản của tiếng Trung. Sau đó mình cài vào cái máy ảo VMware. Đây là cái link để download cái hệ điều hành Windows XP phiên bản tiếng Trung. Đây, rồi mình vào ISO email mình download về nè. Cái link này chút xíu nữa mình sẽ để phía dưới phần comment cho anh em download về sử dụng nha. Rồi chú ý là cái serial ở đây mình đã nhập thử rồi, nhưng mà ba serial này không sử dụng được. Mình sẽ để cái serial sử dụng được ở phía dưới phần mềm luôn nha. Ở đây thì mình đã cài sẵn cái hệ điều hành Windows XP rồi, để cho nó tiết kiệm cái thời gian đó. Thì khi mà mình cài xong cái hệ điều hành Windows XP đó, thì mình cần làm là mình vào trong cái chỗ control panel nè. Rồi mình vào cái biểu tượng cài đặt mà nó là region để lên việc đó. Rồi mình vào đây, thì cái chỗ tab đầu tiên á thì mình chọn giống như thế này, giống như thế này. Rồi tab thứ hai nè, tab thứ ba mình cũng chọn giống như thế này luôn, mình không biết đọc là gì nha.
Rồi sau khi mà mình chọn như thế này á, mà rồi mình nhấn vào OK nè, thì cái hệ điều hành Windows SP này nó cũng yêu cầu khởi động là hệ thống để nó áp dụng cái sự thay đổi. Thì cái bước này á, mình đã thực hiện rồi. Giờ mình tắt xuống nè, mình tiến hành cài đặt cái phần mềm CGS version 7.7.1.1 version 1.5. Rồi các bạn cài như sau này. Setup và phần rồi mình nhấn đây, mình nhấn net net do mình cài trên cái Windows bị ảo á, cho nên nó không có cái ổ D, thì mình cần phải chuyển sang cái ổ D á, thành cái ổ C. Rồi ổ C, OK, net net đó, thì cái quá trình cài đặt nó diễn ra như vậy thôi, mình cứ nhét nhét tới là rồi mình tiếp tục nhấn nét ở chỗ này, thì mình cũng tiếp tục nhấn nét luôn. Rồi đến cái cửa sổ này á, là cái phần mềm nó đã được cài đặt thành công rồi, mình sẽ nhấn vào đây cái nhìn. Thì bây giờ á, là mình đã có thể mở được cái phần mềm mà CGS lên rồi. Đây, mình đang mở. Đó mọi người thấy không? Đó, mình có thể mở lên. Đây là cái giao diện demo của cái màn hình CGS này. Thì mình cần phải chú ý ở cái chỗ là chuyển cái local và system local sang tiếng Trung thì mình mới có thể mở được cái phần mềm này và cài đặt thành công. Nếu không thì mình sẽ không bao giờ mình mở lên được đâu. Rồi mình cho phần mềm cài đặt thành công nha. Cảm ơn các anh em đã xem cái clip của mình nha.